Sung hả? Quý vị có nghe Đăng Nguyên hát nhạc Sung chưa? Nếu mà chưa thì cho một tràng pháo tay thật lớn để Đăng Nguyên hát nhạc Sung đi. Thank you. Xin quý vị ra sàn nhảy, bài hát được mang tựa đề Hãy đến với anh. Lần đầu tiên Đăng Nguyên hát ở đây luôn á. Vô quý vị ơi! Lâu lắm rồi mình mới được gặp lại. Hôm nay mình say tới nơi luôn nha. Quậy tưng luôn. Yeah. Come on. Are you ready? Woo! Come on. Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Yêu em đằng sau. Dài lâu người ơi người ơi có hay hãy đến với nhau một lần người ơi dù biết chỉ là một lần rồi thôi sao em vội xa sao em vội quên sao em vội đi ơi hãy nói với nhau một lần người ơi dù biết chỉ là một lần rồi thôi sao người ra đi sao đành chia ly Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Yêu em đằng sau. Sao đành chia ly vội vàng một mình nhớ em một mình ngồi buồn một mình vắng em một mình ngồi sau cố quên niềm đau ước mơ ngày sau